bạn đang đến với kênh IQ Radio. Sau đây, mời bạn lắng nghe truyện ngắn Ngày Đã Qua, tác giả Nguyễn Ngọc Tư, giọng đọc Anh Chi, được phát trên kênh IQ Radio. Mùng 2 Tết, Nguyên về quê. Khi chiếc xe tốc hành đúc đít vô tới cổng cư xá, anh trèo lên mà bụng vẫn còn ngờ ngợ, không biết mình có khóa nước trong nhà tắm chưa. Anh tự hỏi mình gấp gáp gì, thời gian còn rất dài. Nguyên quê ở Tân Thành nhưng làm việc ở Sài Gòn. Một năm 365 ngày, anh chỉ gặp đám bạn bè ruột sàng được mấy ngày sau Tết, rồi tiếp tục guồng chân chạy như điên với thời gian. Thành lệ, năm nào cũng vậy, bọn Hòa, Chi, Thi, Tiệp cũng chờ anh về, rồi kéo nhau đi dọc dọc văng văng như bầy kiến, đi thăm hết thảy nhà thầy cô, bạn bè cũ. Nhà Thi sẽ đến cuối cùng. Đến nhà Thi thì cả bọn đều say ngà ngà. Vì ngà say cho nên chỗ này chơi là vui nhất. Nguyên về, từ con đường hoàng diệu của nhà Hòa đã mở ra một ngõ nhỏ ăn xéo qua ngã đậu đỏ nhà Thi. Nguyên không biết, cho nên anh chạy lòng vòng qua mấy cái bùng binh, xe cộ ken cứng. Cánh Hòa Chi cùng chung xe chắc đã tới nhà Thi lâu rồi, mà Tiệp ngồi ở đằng sau không nói gì về con đường mới. Chị sợ cứ mở miệng nhắc lại là lòng sẽ đau. Rồi Nguyên chạy xe qua đầu hẻm, chạy dưới tán cây bàn cành cội sơ sơ. Bây giờ là mùa lá rụng nhiều, mùi nước cốt dừa ngày ngày là đà bay ra từ quán đậu đỏ bánh lọt, thơm bựng mũi. Nguyên nghe thèm cồn cào, còn lòng Tiệp thì cuộn đau. Mùi thơm quen thuộc dây theo Tiệp đến chỗ quẹo trái. Tiệp ngao ngán nghĩ, nó còn hành hạ mình đến chừng nào nữa. Tiệp không định về đây, chỉ không muốn nhìn lại con đường nhỏ lát gạch quanh co, mỗi trưa chiều tan sở đi về. Ngôi nhà có hàng rào bông trang đỏ, gian bếp ngày hai ba lượt ấm lửa, nước chảy lon ton xuống chiếc thau rửa rau, và một đứa con trai, một người chồng mà mới đây thôi đã trở thành chồng cũ. Nhưng Nguyên bảo tụi mình chơi với nhau từ nhỏ, hồi đó hứa làm sao á thì dù có chuyện gì cũng không bỏ nhau. Tết nhất mà không về đốt hai nén nhang cho ông bà già là bậy. Chị nói một câu đầy ý nghĩa, không có Tiệp làm sao vui được. Thế là Tiệp gật đầu. Rồi chị bảo, nghĩ lại thì đâu có thù oán giận hờn gì mà không thèm nhìn mặt nhau. Thì thấy có Tiệp theo Nguyên thì mừng lắm. Anh cứ sướng sướng cười cười hoài, cứ tưởng là Tiệp không tới. Tiệp lừ mắt, ý bảo thôi đi. Nguyên dừng xe, tắt máy, như muốn được hưởng cái thâm nghiêm của con hẻm ngày xưa. Nhưng quả là khác trước nhiều. Anh dựng cái chân chỏi xe, ngó muốn trẹo cái cổ, mới thấy được vạch trời xanh thẳm. Thì dò đầu của Nguyên, trời đất, làm gì mà mới mấy tháng tóc mày rụng thê thảm vậy, ốm rồi già quá nha. Nguyên cười xòa, thì tóc mày cũng bạc trắng,
suy nghĩ gì mà nhiều vậy? Thi nói nhanh, ủa, tao có suy nghĩ buồn phiền gì đâu, tại tao xấu máu mà. Ngủ một đêm thức dậy soi kiến, thấy mình già, đâu cần lâu lắc gì mày. Rồi Thi đẩy Nguyên, bảo tiệp vô nhà. Nguyên dừng lại, tháo giày ở ngạch cửa, lòng bảo với lòng, bữa nay hãy vui như trước đây đã từng vui. Thi thì nghĩ, hoàn cảnh như vậy còn đủ sức để trợn trạo vui. Chỉ không biết tiệp nghĩ gì, chị ngẩng cao đầu khi qua cửa. Chị hỏi trống không, con nhỏ ở đâu rồi? Thi trả lời, hồi sáng này anh trực Tết ở cơ quan, chở nó qua bển thì nó buồn. Anh điện thoại biểu cô út của nhện con rước nó đi chơi, chắc chiều mới về á. Nguyên ngồi xuống chiếc võng lưới sát tường. Cha, tao nhớ con nhện con quá, chắc bây giờ nó lớn bổn rồi hen. Hình nó mới chụp kìa. Nguyên buộc miệng, sao mặt thằng con chúng ta buồn vậy? Rồi anh chợt giật mình, hoàn cảnh như vậy sao đứa trẻ có thể vui. Anh hối hận nhìn tiệp cắn hột dưa, khuôn mặt xinh đẹp của chị toát ra cái vẻ lơ đãng một cách đau lòng. Hòa Chi ở đằng sau vừa tằng lăng tíu líu đóng cái tủ này, mở cái tủ khác, dọn đồ ăn, vừa nói chuyện giói lên. Đường bằng gan tay, hai người không muốn đi, lại lòng vòng chi cho phí cuộc đời á. Tụi này á làm xong cá rồi, hai người có số sung sướng thiệt á nghe. Rồi không đợi tiệp trả lời, Chi đã quay sang nhằn Thi, sao mà để ngay trên sàn nước một đống chén dĩa dơ vậy? Không rửa chén lấy đâu ăn? Quần áo thì nùi ghê gớm, trên bếp đầy dụng cá khô đã khét nghẹt. Chị thắc mắc giọng rất ư là chị hai. Tất nhiên không có phủ nhận chị lúc này cực kỳ bề thế. Không hiểu ông Thi này vắn con tiệp rồi sống sao nữa. Thi cười, thì cũng cố lên, mà bình thường cha con tôi ngon lành lắm mà. Tại Tết nhất chi phải cho người ta bê bối một tí chứ. Hòa Chi tỉ mỉ một cách thiệt thà, nhà Thi có món gì á thì hai vợ chồng đã bày đủ cái món đó. Tiệp sắp xếp tiệc trên sàn gạch, ngoài mấy cái món năm ngoái, năm kia, năm kia, năm kìa, thấy hoài là tôm khô, củ kiệu, dưa chua, dưa hấu, còn có cái lẩu cá lóc nhúng cơm mẻ. Khi mọi người ngồi quay lại, trong lòng chợt nghe rưng rưng một mái ấm nồng nàn. Đâu phải cái dịp nào, lúc nào muốn cũng đông đủ như vậy đâu. Chi Dục, cái con tiệp này mày khách sáo quá đi, cầm đũa lên chứ. Mày đang nghĩ là ngồi nhà ai hả? Còn anh Thi nữa, rót rượu ra, tụi mình chúc mừng năm mới chứ. Thi rót rượu ra mấy cái ly nhỏ như trứng cút, uống chúc mừng năm mới, chúc tụi mình vạn sự như ý, an khang thịnh vượng. Nguyên cười, sao người ta lại có tật chúc toàn chuyện không có. Nè, cụ thể lại đi. Vậy thì phải chúc như vậy nè. Chúc Thi vui vẻ, làm công tác thanh tra, vô việc, không đối mặt với bạn cũ, để khỏi lâm vô cái cảnh đánh cũng lỡ mà lùi cũng dở. Tiêu chí vậy thôi. Còn riêng Hòa Chi thì chúc buôn mây bán đắt, cuối năm trời xuôi đất sụi, có một đứa con.
Hòa nói dễ ợt, đợt này bồng bế nhau đi từ vũ lần nữa mà vô phương, thì xin một đứa con nuôi về. Nó chưa làm gì làm, cũng có một đứa con gái để gả cho nhện con. Sau này dạ, khỏi sợ thằng rể điên điển. Cạn nửa đi chứ, 100%. Chúc Nguyên mau về hưu để có thời gian ở lại quê chơi với bạn bè ha. Cuối cùng thì Chúc Tiệp hạnh phúc thăng tiến, thể nào cũng lên chức giám đốc chi nhánh thời trang Bình Sang. Tiệp liếm môi, cảm ơn nhiều, nhưng đừng chút mất công, em sẽ chuyển đi thành phố. Thì rót tràn ly rượu, có vẻ đã kiềm chế, nhưng anh không giấu được sự thảng thốt. Nguyên cũng ngạc nhiên không kém. Bất ngờ vậy, Tiệp tính từ bao giờ đó? Lâu rồi, nhưng em không muốn mọi người bất ngờ. Năm mới, em muốn mình sẽ mới. Hòa cười ăn ặc ở trong cổ, đưa cái ly lên ngang đầu. Tụi mình là chim trời, có đứa thì muốn bay đi, có đứa lại muốn bay về. Mà chọn đi hay về thì cũng vậy. Như cái thằng cha Nguyên này nè, 19 năm rồi, với tụi mình có gì khác đâu. Thôi vô cái nữa đi, chúc tụi mình sống hoài, sống lâu 100 tuổi, để còn chơi với nhau dài dài. Hên. Có lẽ đã uống nhiều trước khi đến đây, cho nên Nguyên cạn ly này. Mặt anh xanh xao và nhợt nhạt, anh thất thần. Lại chút cái chuyện giới không tới, làm sao mà chắc sống tới 100 năm. Thì khẽ cười, rót cho Nguyên không đầy như ly của những người khác. Hòa nói thi thiên vị, nhưng Tết nhất uống không so đo, cho bao nhiêu thì uống bấy nhiêu. Thì nói ông Nguyên phải luôn luôn tỉnh táo để chăn dắt cái đám say tụi này. Hồi nào giờ vậy thì mai mốt cũng vậy. Nguyên tự dưng thấy lòng mình trĩu nặng. Anh đề nghị đánh bài. Ừ, thì đánh bài, để có cớ cho dợi hơi rượu đi, để hò hét cho xôm tụ nhóm. Cái hồi mà còn đi học ở ký túc xá, không tiền, rảnh rỗi, đâu có dám đi chơi ở ngoài. Thấy cái gì cũng thèm, chịu gì cho thấu. Vậy là ở nhà đánh bài, không máu me, không nặng đỏ đen. Cái lúc trẻ thua thì quỳ gối, trét lọn nghẹ, búng lỗ tai, lỗ mũi. Lớn rồi thì chuyển qua uống rượu, phạt ca. Mà ca thì không ai muốn chi thua, chỉ có giọng hát cực kỳ tệ. Thế là sau này đổi lại đánh bài ăn có. Người ta hỏi cái gì á, người thua cũng chịu có. Cái hồi đó Hòa với Chi hụt hạt như chó với mèo. Có lần Thi cắt cớ hỏi Chi có yêu Hòa không, Chi quạo quọ, ừ. Thua dáng nữa, Tiệp hỏi Chi đang tính lấy Hòa làm chồng phải không. Chi tức thiếu điều muốn khóc, nhưng cũng bảo có. Ai mà biết được ra trường anh chị lại câu tay nhau làm đám cưới. Có đứa than cách chơi này độc tài quá. Nguyên đề nghị ai thua chỉ bị hỏi một câu, muốn trả lời sao cũng được, nhưng phải thật lòng. Cho nên có lần Tiệp hỏi Thi có đi bia ôm không, Thi bảo có. Tiệp giận từ mùng 2 tới mùng 5 mới xả cản. Những khi rỗi rãi, Nguyên nằm nhớ lại cái thời đã qua, và anh nhận ra rằng
bọn anh đã chơi rất nhiều gián bài định mệnh. 11 năm trước, Hòa hỏi Tiệp có thương Thi không? Tiệp gật. Vì cái gật đầu đó mà Nguyên ở lại làm ăn tại thành phố. Anh biết mình chẳng còn hy vọng gì nữa rồi. Có lần Thi hỏi lại, tao cưới Tiệp, mày có buồn tao không? Anh lắc đầu. Rồi có lần Chi hỏi, không chịu cưới vợ, ở vậy chờ ai vậy? Lần đó Nguyên nói dối, bảo là chờ duyên tới. Mà duyên thì đâu phải muốn gặp là gặp. Cũng có yêu 2-3 lần đó chứ. Nhưng hết thảy đều tréo cẳng ngỗng hết, biết làm sao được. Ai cũng biết là Nguyên nói dối. Anh không quên được Tiệp chứ gì. Họ phạt anh uống liền một hơi 3 cốc rượu đầy. Nước mắt anh trào ra. Anh nhăn mặt, rượu gì mà cay dữ vậy? Chỉ có Thi, mà không, có khi cả Tiệp nữa, hiểu được ý nghĩa những giọt nước mắt kia. Năm nay phải bắt phe lại. Chi với Thi thì một phe, Tiệp với Hòa một phe. Nguyên ngồi cạnh Tiệp, buông rèm chấp chính cho Tiệp. Những lá bài còn bóng giấy được chia ra. Hòa lơ đãng nói, y chang năm ngoái à nghen. Trời đất, thời gian mà sao giống năm ngoái được. Năm ngoái chỉ còn thon thả, chứ đâu có phì ra như cái eo bánh mì. Năm ngoái Hòa còn sáng sáng ra đá cầu với đám trẻ, chứ đâu có tự dưng trở chứng muốn chơi chim, chơi cây cảnh tao nhã như mấy ông già đâu. Năm ngoái Nguyên đâu có gầy rạc, sợt sạc. Còn năm ngoái thì ngồi đằng sau Tiệp làm cố vấn an ninh, chứ đâu phải Nguyên. Năm ngoái họ còn là chồng vợ, nhưng ai dám chắc trong lòng họ đã hết thương nhau. Nhất là khi bắt bài lên tay, thì bảo ông Nguyên phải coi chừng em Tiệp đó. Cái tánh bốc đồng ngẫu hứng không có bỏ được đâu. Từ đây ông phải chăm sóc cho Tiệp dài dài á nghe. Nhưng Nguyên đọc trong mắt Thi lời gửi gắm khác. Anh vẫn nhớ cái chuyện khi mà Thi đổ dở. Thi đi công tác, có ghé anh. Hai đứa cưa bia về uống. Nguyên hỏi Thi tại sao lại tới nông nổi mà vợ một nơi, chồng một ngã. Thi bảo tại không hợp nhau. Đừng hỏi tại sao, không thể kể ti tỉ cái chuyện lụng dụng trong cuộc sống vợ chồng được đâu. Rồi Nguyên hỏi có người thứ ba không. Thi bảo phải chi mà có, để căm ghét nhau cho đỡ khổ. Rồi khi Nguyên đã say mềm, Thi lại hỏi anh có còn yêu Tiệp không. Anh đã không nói dối với Thi. Hai thằng từng ngủ chung giường, từng ăn chung mâm khi Nguyên ra thị xã trọ học. Má của Thi hiền, thương hai đứa như nhau. Chủ nhật Nguyên về quê, cõng ra một túm gạo lứt. Má giận. Suốt một thời thơ ấu, Nguyên lớn lên bên Thi, thì làm sao mà có thể nói dối. Nghe anh, Thi chồm qua mấy chai bia lỏng chỏng, lấy tay câu lấy vai của Nguyên, nghẹn ngào. Phải chi hồi đó tao đừng cưới Tiệp, Tiệp sống với mày, biết đâu sẽ đỡ khổ hơn là sống với tao. Nguyên thì không nghĩ vậy, Thi không hiểu đâu. Bây giờ anh càng không nghĩ đến điều đó. Anh không có thời gian nữa.
anh không còn chút gì để cho mình nữa. Anh gấp gáp lắm rồi. Bắt đầu từ tháng 5 rồi, Nguyên mắc cái bệnh bồn chồn. Anh muốn làm cái gì đó trước khi không kịp nữa, làm cho những người mà anh yêu thương. Một lần điện thoại về, anh bảo Thi, nhắn với Hòa, Chi, Tiệp, anh sẽ tạo ra một mẫu nhồi bông mới, không phải thú mà là người. Hòa thì ốm, cao, mặt chữ điền, cạnh nào ra cạnh đó. Chi thì ú na ú nút, cái miệng rộng, cái mũi to bè bè, nhưng đôi mắt rất đẹp, đôi mắt tròn xoe. Thi thì dong dỏng người, lưng tôm, trắng cao, mũi thẳng, miệng mím lại, cương quyết. Tiệp thì tóc dài, khuôn mặt tròn dình, miệng thì lúc nào cũng như cười, mắt lúc nào cũng như hỏi. Và anh sẽ tạo anh nhồi bông tụi mình để làm gì? Để khi không còn bên nhau nữa thì cái tụi bông gòn nó đứng kề nhau à? Thì để con ách cơ xuống, trông như một trái tim son. Mắt anh ngầu lên. Nguyên nhìn vào nét mặt của Thi bối rối. Anh muốn nhìn đi chỗ khác, mặt không biết nhìn đâu. Hòa bỏ xuống từng lá bài cho một sảnh dài tràn giang đại hải. Thằng Thi đúng mà, tụi mình mà đem nhồi bông thì y chang con nhỏ ăn củ cải của nhện con, làm sao đánh bài, rồi làm sao uống rượu được. Xong, Hòa khoan khoái, tao về nhất, đã thiệt. Thi quăng bài ngang, khàn khàn giọng mũi biểu nghỉ chơi. Anh nói anh say lắm rồi, say muốn khóc luôn đây. Chi nhằn, thế cái tướng mạnh dạn vậy mà có tật hỏng bỏ, hễ say là đòi khóc. Thi mơ màng, không hiểu sao muốn quên mấy chuyện mà càng uống nhiều càng nhớ đứt ruột. Hỏi chuyện gì? Thi nói thì chuyện của ngày xưa. Nhớ một đêm 30, ba má Chi đã vượt biên bỏ lại một mình chị ở lại sau một năm giải phóng. Nhớ Hòa ở tù 4 tháng 19 ngày vì tội cho dân phá rừng để sống khi còn làm việc ở lâm trường. Nhớ Nguyên cái ngày đầu lập nghiệp, cái xưởng sản xuất đồ chơi tẹp nhẹp như cái ổ mèo, khói bụi mịt mù. Nguyên buổi sáng ăn bánh mì không, chiều ăn bánh mì, uống nước lã. Rồi nhớ Tiệp cái hồi mà sinh nhận con, thay ép tim, phải chuyển viện tận thành phố để cứu mẹ cứu con. Số tiền dành dụm từ ngày cưới, dành dụm từ những buổi chiều tan sở, Thi gò lưng đi đổ cơm cặn về cho Tiệp nuôi heo đã lo thầy thuốc tan tành. Những ngày khổ đau, khó khăn cũng qua rồi. Chi thắc mắc, biết bao nhiêu chuyện bự bự vậy mà tụi mình cũng vượt qua hen, sao hay vậy không biết nữa. Có thể vì họ chưa bao giờ ngừng chiến đấu và hy vọng về một ngày mới tốt đẹp hơn. Cũng có thể vì họ tin và yêu biết bao nhiêu cuộc đời này. Nguyên thì nghĩ khác, bởi vì chúng ta chưa bao giờ bỏ nhau. Anh bắt đầu nổi hứng văn chương, bởi vì chỉ có cái chết mới chia lìa được mấy đứa mình, đúng không? Thì nhìn Nguyên chầm chầm, mày bệnh hả? Không, tao khỏe mà. Chắc không? Chắc như bắp luộc. Nguyên cười. Thi nhăn mặt,
Vậy mà mở cái miệng ra là mày nói chuyện chết chết. Cái hồi mà còn học tiểu học, mày nhớ trường Nguyễn không? Cái trường nằm đâu cái lưng dưới chùa. Bữa nào tụi mình cũng leo rào qua chơi bắn đạn dưới mấy cái gốc bồ đề. Thấy người ta dái á, mấy đứa cũng bày đứng dái cho tụi con chơi với nhau hoài, tới 100 tuổi luôn. Mày năm nay bao nhiêu rồi? 43. Ừ, tụi tao cũng tròm trèm. Còn lâu á, tụi mình mới chết. Còn 57 cái Tết nữa mà. Mày nói gì toàn chuyện chết chóc nghe bắt mệt vậy? Nguyên nhìn ra cửa, trời đang lặn xuống cái vạch trời thăm thẳm. Đêm săng sái lại buông màn. Anh thấy thích cái cảnh chiều qua như thế này. Anh thấy yêu cuộc sống này. Cái cuộc sống mà anh hít được, thở được. Rồi anh bảo, chắc mùng 6 tao quay về thành phố. Công chuyện quá trời. Không ai lên tiếng cầm anh lại. Thi nhìn Tiệp. Tiệp lên tiếng. Em sẽ đi cùng để lo thủ tục chuyển việc. Chị nói bây giờ hớn sản rồi, chị mắc ca. Chị muốn tặng cho Nguyên một bài. Cả bọn khủng khiếp quá, nhưng trợn trạo biểu ca đi. Thế là chị ca. Tự nhiên như cái đập òa dở. Trường Nguyên, cả bốn đều nghẹn ngào, nức nở. À ha, vở kịch đời đã hạ màn khi chưa hết vở. Thử uống từng ấy rượu, coi có ai kìm nén được mình không. Đã cố lắm rồi. Tiệp đi Sài Gòn cũng nằm trong kịch. Thi kể chuyện xưa cũng nằm trong kịch suốt. La lối cho to, cười làm như hễ hả. Nói chuyện cười cũng ly chan chát. Cũng đừng để nghe trong nhau mỗi người cuộn lên ngàn tiếng thở dài. Làm sao mà vui được như những ngày cũ? Làm sao mà được vui như những ngày cũ khi cả bốn người kia đều chua xót nghĩ mình diễn được tới đây là vĩ đại lắm rồi. Chị con Nguyên, anh Dỗ, trời ơi, mới có mùng 3 Tết mà khóc kiểu này cả năm xui lắm đó. Mà tụi mày sao vậy? Có chuyện gì không? Nói tao nghe coi. Đâu có gì. Lúc sáng khi Nguyên còn tắm ở trong nhà của Hòa, điện thoại cầm tay của Nguyên reo lên. Hòa nghe máy, lại đùa mình là Nguyên. Thì cái giọng nữ đó Hòa mô tả là khủng khiếp hơn giọng của Chi. Mắng té tát, hỏi tại sao không xạ trị đúng thời kỳ. Ung thư phổi thời kỳ giữa rồi, chứ giỡn hay sao? Tìm ở trong công ty, thư ký nói là không có. Gọi máy thì tắt máy. Cô hỏi gằn gằn rằng anh còn yêu sự sống không? Hòa chết lặng đi. Rất lâu, lâu lắm. Vậy mà Nguyên bây giờ tỉnh rụi. Anh đang cố hết sức mình để diễn cho mọi người vui.
Hoa bặm môi lại để cười. Nè, có rảnh á thì gọi điện thoại về cho bác sĩ Phương. Phương hay Dương vậy ta? Nói với cổ á, mồng 6 ông về. Mà thôi, đừng thèm nói. Ông hát vô mấy câu này nè. Tôi là ai? Là ai mà yêu quá đời này? Phải chiến đấu chứ Nguyên, chiến đấu thế cùng. Bữa nay nữa thôi, ông không nhậu nhẹt nữa, để sống. Coi như đây là bữa rượu cuối cùng của ông, nghe. Hình như thời gian lầm lẫn, mà số phận cũng lầm. Đối với những người như thế, ngày hôm qua đã ở lại mãi trong lòng mỗi người. IQ Radio trân trọng cảm ơn quý thính giả đã đón nhận kênh. Mong quý vị tiếp tục theo dõi và đón nghe những bài đọc mới. Trân trọng.